Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà một trệt một lầu nha. Thì tặng rất nhiều nội thất trong căn nhà. Thì đây trong phòng khách chúng ta sẽ phòng khách rất là rộng rãi và có tặng cho quý cô chú anh chị em mình một cái tivi là 55 inch. Trang trí tranh cảnh đồ rất là nhiều. Thì cũng quạt trần đồ đầy đủ ha. Thì trong nhà có bao nhiêu quay thấy bao nhiêu nội thất là tặng cho quý cô chú anh chị em mình hết. Thì phòng khách rất là rộng rãi, đi vô trong thì có một nhà vệ sinh và một phòng ngủ và một bếp nấu ăn nha. Đây là nhà vệ sinh. Thì căn nhà này tặng là gồm là quý cô chú anh chị em là ba máy lạnh, hai máy nước nóng và một cái tivi 55 inch và một cái máy giặt Toshiba và một cái tủ lạnh. Thì đây là trong không gian của nhà bếp. Nhà bếp thì kệ gỗ âm tường cao cấp luôn. Tặng bếp ga cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu luôn. Ở trên thì tủ bếp âm tường nha. Rất là chắc chắn luôn và gỗ cao cấp ha. Thì ở phía sau này có một phòng ngủ rất là rộng rãi, khi gia đình chúng ta có người lớn tuổi thì ở dưới tầng trệt này cũng rất là rộng rãi, gắn máy lạnh đồ sẵn cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Thì căn nhà này chủ đang cần bán lại cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu ha. Thì căn nhà này nó đang nằm ở đường phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cách đường cách mạng tháng 8 đâu đó tầm khoảng chừng 200m là chúng ta sẽ tới được đường cách mạng 8 chợ Bình Thủy, thì đâu đó khoảng một cây số. Thì nó nằm ở dưới khúc chợ An Thới ha. Thì mời quý cô chú anh chị em mình lên lầu xem tham khảo luôn ha. Thì trên lầu thì cũng hai phòng ngủ và một phòng chờ. Thì căn nhà này đang quay về hướng tây bắc, lộ trước nhà thì lộ là gần 6m lộ nhựa nha, xe lưu thông rất là thoải mái luôn. Phòng ngủ ở trên lầu này cũng rất là rộng rãi. Thì tặng cho quý cô chú anh chị em mình tới ba máy lạnh là mới chát luôn nha, và hai máy nước nóng và một cái tivi 51 inch và cái máy giặt Toshiba và cái tủ lạnh LG. Thì gà màn treo cửa đồ kiến đầy đủ hết ha, lấy ánh sáng ngoài, giếng có giếng trời luôn nha. Căn nhà này rất là đẹp và thoáng mát luôn. Đây phía trên lầu quay ra phía ngoài cho quý cô chú anh chị em mình xem nè, đó có ban công phía trước luôn nha. Nhà cửa khu này rất là đông đúc. Thì đây cũng là một nơi để đáng mình an cư lạc nghiệp ha. Nhà cửa thì vòng vòng khích dịch hết trơn. Đây là thì từ vị trí nhà này sẽ đi tới trung tâm thành phố Cần Thơ, thì đâu đó tầm khoảng 15 phút là chúng ta đi xe máy sẽ tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì đâu đó nó cũng có mấy cây số à, nhưng đi đèn xanh đèn đỏ thì nó cũng hơi nhiều, thành ra nó hơi chậm. Thì đây là phòng ngủ, phòng toilet ở trên lầu, thì có máy giặt để trên lầu luôn ha. Căn nhà này rất là rộng rãi, thì cũng như ba phòng ngủ một phòng chờ. Nếu quý cô chú anh chị em nào mua nhà mà đông thành viên mà không có thờ cúng gì thì chúng ta làm ở phía trước một phòng ngủ ở phía trước là sẽ ra được 4 phòng ha, rất là rộng rãi luôn. Nếu 4 phòng thì ở từ 4 tới 6 thành viên. Đây là căn nhà này nằm ở tọa lạc ở hẻm 115 đường cách mạng tháng 8, phường Thới quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nó đi tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng 15 phút là chúng ta sẽ tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây là cái giếng trời ở chính giữa nhà ha, rất là sáng luôn, lấy ánh nắng ngoài và gió đồ vô được ha.
thì mời xuống để tham quan ở vòng vòng phía ngoài. Nhà cửa khu vực này rất là đông đúc, phòng khách rất là rộng rãi. Cửa trước nhà là cửa hai lớp cửa, một lớp cửa kéo và một lớp cửa kiến cường lực, nhôm sofa kiến cường lực ha. Trên trần thì có gắn quạt cho quý cô chú anh chị em mình. Thì căn nhà này đang kêu giá với giá là 2.630 tỷ, đang giảm giá là rất là sâu luôn. Bán vàng vốn lại cho quý cô chú anh chị em mình cần sở hữu ha. Tại vì cũng quá ngợp rồi, thành ra bán rẻ lại cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu. Nó với giá là bề diện tích bề ngang là 4 x 12.8 m, thì mặt đất của mặt đất là 51 m, mặt sàn là tới 101 m. Đây là con đường phía trước nhà, nhà cửa rất là đông đúc luôn nè. Thì xe ô tô đậu hai chiếc chạy qua mặt thoải mái luôn. Nhà cửa thì khích gịch, đi từ hướng này đi ra ngoài lộ Cách Mạng 8 thì đâu đó tầm khoảng 200 m là chúng ta sẽ tới đường Cách Mạng tháng 8 rồi. Rất là gần luôn. Đó, xe tải chạy thoải mái luôn ha. Thì quý cô chú anh chị em có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040. Mình đến mình coi trực tiếp căn nhà, nó sẽ rất là đẹp và rộng rãi, thoáng mát, đồ tặng nội thất là cao cấp hết cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu ha. Trong nhà có gì thì tặng nấy hết. Thì xin nhắc lại số điện thoại 0396400040, dẫn cho quý cô chú anh chị em mình đi xem nhà. Mua bán thì thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì đây là con đường phía trước của nhà, thì nó cũng nằm gần ngã ba nè, sát bên ngã ba nó không. Ở đây có một đường rẽ qua 4 m là đường xi măng, đường bê tông á. Còn đường mình chạy qua thẳng qua bển thì rất là đường thông luôn nha. Căn nhà này rất là lý tưởng, chắc chắn và dàn móng rất là chắc chắn, kiên cố, mẫu thì cũng rất là đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều đã xem video.